Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng cựu chiến binh trong đời sống, những năm qua các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên, gắn liền với nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua của hội và nhiệm vụ chính trị các địa phương. Qua đó, tổ chức hội cựu chiến binh ngày càng thêm vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Tại thành phố Cẩm Phả, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp. Khu phố 6C nằm ở trung tâm phường Cẩm Trung của thành phố Cẩm Phả, có nhịp phát triển kinh tế xã hội rất sôi động. Ở khu phố này, nói đến cựu chiến binh Lê Duy Tiến thì người dân ai cũng biết và quý trọng, bởi lẽ suốt nhiều năm được dân tin đảng cử, đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng khu. Ông Tiến luôn là đầu tàu xông xáo trong mọi công việc chung, thực sự là hạt nhân đoàn kết tình làng nghĩa xóm, là nòng cốt cho mọi phong trào của cộng đồng dân cư. Với trọng trách được giao phó, cựu chiến binh Lê Duy Tiến dành nhiều thời gian để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con khu phố, hiểu rõ đặc thù tình hình thực tế ở cơ sở. Từ đó, những nhiệm vụ mà đảng ủy, chính quyền địa phương giao đều được tổ chức thực hiện hiệu quả. Niềm tin tưởng, đoàn kết của người dân khu phố cũng nhờ đó càng được củng cố vững chắc. Tôi thấy bác Tiến là bí thư chi bộ rất là có trách nhiệm, có tâm huyết đối với lại mọi người dân trong khu phố 6C, và cụ thể như là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bác Tiến cũng là một người rất là sông sáo và gương mẫu chỉ đạo trong cái công tác an ninh trật tự xã hội, nên là khu phố 6C cũng đã làm tốt và tất cả mọi dân khu phố 6C chúng tôi đều rất là tin tưởng vào bí thư chi bộ, vào bác Tiến. Để cụ thể hóa định hướng mà Đảng bộ phường đề ra về xây dựng phường Cẩm Trung đạt các tiêu chí văn minh đô thị, trong những năm qua rất nhiều những nhiệm vụ, phần việc đã được triển khai từ các khu dân cư, huy động được sự đồng lòng hưởng ứng của người dân. Trong quá trình đó, những cán bộ đảng viên phụ trách tại tổ dân khu phố như cựu chiến binh Lê Duy Tiến luôn là đội ngũ hoạt động rất năng nổ để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Mới đây, khi địa phương thực hiện phương án mở rộng vỉa hè tuyến phố chính, tiếng nói uy tín, thấu tình đạt lý của bí thư chi bộ, trưởng khu cũng đã thuyết phục được toàn bộ các gia đình nhanh chóng đồng thuận, dịch tường rào, bàn giao đất ở cho chính quyền làm đường mới. Nhiều hộ dân như bà Nguyễn Thị Thìn có phần đất bám mặt đường là nơi để kinh doanh buôn bán cũng nhanh chóng đồng thuận với chủ trương chung bàn giao đất để xây dựng đường. Được cái sự vận động thường xuyên của đồng chí, nhất là đồng chí bí thư chi bộ cùng với đoàn thể đến vận động, thì tôi cảm thấy là cái mảnh đất này hiến vào vừa đẹp gia đình tôi và vừa làm cảnh quan khu phố thêm đẹp, thì tôi lại nhất trí. Thì mọi gia đình xung quanh cũng thấy gia đình tôi đã hiến đất như thế thì cũng đồng loạt là mở rộng đường phố cho nó đẹp, và đến nay khu phố đã trở nên khang trang, sạch đẹp. Tôi đã là một cựu chiến binh và được sinh hoạt, được rèn luyện, rèn rũa ở trong quân đội. Nên khi về đây thì tôi đã áp dụng luôn, vừa phải là cứng như là bên trong quân đội nhưng vẫn phải mềm mỏng với người dân, để chúng tôi áp dụng vào trong tất cả các cuộc vận động của người dân, từ vận động xây dựng khu phố này, vận động nhân dân đoàn kết này, nhận dẫn nhân dân đấu tranh với mọi phòng chống tội phạm này. Công việc của khu phố là hầu như là đều việc gì khó khăn mấy nhưng chúng tôi biết vận dụng và biết vận dụng vào sự đoàn kết, rồi vận dụng vào nhân dân nên là cũng hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao. Thế tôi nghĩ đấy cũng là một cái phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ vào trong thời kỳ mới. Ở các địa bàn dân cư, các cựu chiến binh luôn là lực lượng có uy tín cao trước quần chúng nhân dân. Đó là bởi họ đã được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường quân ngũ với tinh thần kỷ luật và bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều người đã trải qua chiến đấu, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn ngời sáng. Trở về với đời thường, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy, thể hiện rõ vai trò xung kích trong hàng loạt các lĩnh vực, từ tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Tại khu phố Nam Tiến, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả,
tổ tự quản an ninh trật tự do cựu chiến binh của khu phố làm nòng cốt, ra mắt từ năm 2017. Đến nay vẫn duy trì đội hình hoạt động liên tục, bền bỉ trên tinh thần tự nguyện, vì cộng đồng và ngày càng có hiệu quả. Để đảm bảo an ninh thì là chúng tôi phải đều thường xuyên, hàng tháng, hàng tuần vẫn duy trì như những cuộc đi tuần tra như vậy, thì cho nên là về quân số chúng tôi đi rất an toàn. Còn những khu nào mà nó có những yếu điểm thì chúng tôi đã báo công an phường là điều thêm để đi để đảm bảo an ninh trật tự hơn trong những khu mà nó có những ổ ma túy mà cần phải xử lý bằng công an. Đấy là chúng tôi rất duy trì những cái cuộc như thế, cho nên là về an ninh ở khu phố là chúng tôi rất bảo đảm an toàn. Tôi tham gia vào cái tổ tự quản này thì chỉ là đảm bảo cho an ninh trật tự khu phố là nó thêm phần thôi, chứ còn cũng chả có gọi là ý nghĩ gì để làm gọi là cá nhân cả. Cho nên tôi rất vinh dự là tham gia vào trong công việc đó. Hàng ngày khi nhiệm vụ đã được thống nhất, phân công rõ người rõ việc, các cựu chiến binh thành viên tổ tự quản lại hăng hái tỏa ra khắp các ngõ xóm, kiểm tra từng địa bàn xung yếu. Công việc không hề dễ dàng, nhưng những đồng đội cựu chiến binh vẫn triển khai đều đặn, chẳng quản ngại nắng mưa, ngày đêm vất vả. Có mặt cả ở khu vực chợ dân sinh trên địa bàn phường để đảm bảo trật tự, đi lại thông thoáng, an toàn. Tổ tuần tra cũng bố trí thành viên phối hợp với các trường học trên địa bàn để hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông cổng trường trong giờ tan học. Là người dân ở đây hàng ngày thì được đi mua sắm thức ăn cho gia đình ở tại đây. Thì là tôi thấy được là các đồng chí ở cựu chiến binh phường đã tổ chức đi để dọn dẹp cho những cái đường ngõ thông hè thoáng để cho bà con đi mua sắm. Nhất là chuẩn bị Tết nó đảm bảo được cái an toàn trong trật tự giao thông, và thứ hai là nó cũng hợp với cảnh quan môi trường vệ sinh sạch sẽ. Rất là cảm ơn các đồng chí cựu chiến binh phường đã làm một công việc rất tốt cho bà con trong chuẩn bị đón Tết Quý Mão. Đặc biệt, lực lượng tự quản an ninh trật tự cựu chiến binh đảm nhiệm đã phối hợp với công an khu vực, bảo vệ dân phố để đảm nhận việc theo dõi, hỗ trợ các khu nhà trọ, tăng cường an ninh trật tự. Tổ luôn sẵn sàng tiếp nhận tin báo từ các hộ dân mọi lúc nhằm kịp thời tham gia xử lý những vụ việc bất thường. Nhiều vụ việc như hòa giải hay giải quyết những mâu thuẫn giữa các hộ trong gia đình đều được các cựu chiến binh tham gia với trách nhiệm rất cao và thành công, góp phần vun đắp thêm cho tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Với chủ trương của thành phố xây dựng phường bình, phường văn minh đô thị, lãnh đạo đảng bộ chính quyền quận Tân Bình đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt để công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, và đảng bộ chính quyền phường cũng rất ghi nhận về sự nỗ lực của lực lượng Hồ Chí Minh và nòng cốt thực hiện việc vận động cũng như là triển khai cái nội dung liên quan đến an toàn giao thông cũng như là trật tự an ninh trật tự. Mỗi địa bàn dân cư lại có một đặc điểm khác nhau, do đó mỗi chi hội cựu chiến binh lại có những công trình phần việc phù hợp để tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như tại khu phố Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, dấu ấn của những người cựu chiến binh gương mẫu đã lôi cuốn đông đảo nhân dân cùng chung tay tham gia giữ gìn đường ngõ chung sạch sẽ, ý thức đoàn kết, có trách nhiệm với cộng đồng được nâng cao. Từ hồi có tuyến đường này là xanh sạch đẹp mà người dân cũng có ý thức hẳn lên, mọi người cùng chung tay để chăm sóc tuyến đường này. Thì khi làm mà hội cựu chiến binh hoặc là hội phụ nữ phát động là ngày chủ nhật xanh thì người dân xung quanh ở tổ chúng tôi rất là phấn khởi, là cùng ra lao động cùng để mong muốn tuyến hoa là luôn luôn là tươi, lúc nào cũng có nhiều hoa để tạo nên cái quang cảnh khu phố là xanh sạch đẹp. Còn tại khu phố 1B phường Cẩm Phú, hội cựu chiến binh đã đứng ra đảm nhận lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng cho tuyến ngõ nhỏ, vốn là khu vực mất an toàn do đi lại khó khăn. Qua khảo sát, hội cựu chiến binh đứng ra nhận trách nhiệm thi công lắp đặt, tính toán đến từng vị trí đặt cột đèn cho hợp lý, tiết kiệm nhất. Hội cựu chiến binh phân công cho chi hội cựu chiến binh ở khu dân cư phụ trách việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo hệ thống đèn phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Khi mà thấy phường và hội cựu chiến binh của khu phố báo thông báo là quyên góp để làm tuyến đường điện, bà con nhân dân chúng tôi là ai cũng đồng lòng ủng hộ,
Thế trước kia là chưa có đèn đường thì chưa có đèn đường đấy, thì là con em chồng con đi làm cả đêm hôm ca kíp là thấy lo lắng lắm, rồi thì tệ nạn nghiện hút nhiều nơi cũng có, nên là từ khi mà có đã chúng tôi mỗi người đóng góp mỗi người một tí cùng với phường rồi thì khu phố, thế là bây giờ là bà con có đèn đường sáng sủa ai cũng vui mừng lắm. Hội cựu chiến binh thành phố Cẩm Phả hiện có trên 7.000 hội viên sinh hoạt tại 36 hội cơ sở, 313 chi hội, trong số đó có 414 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia cấp ủy chi bộ tại cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Và với việc đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, lực lượng cựu chiến binh toàn thành phố đang hàng ngày, hàng giờ phấn đấu trở thành tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nét đẹp ấy được thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm những hoạt động tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau cùng sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết nhân ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Sự lan tỏa sâu rộng của phong trào cựu chiến binh gương mẫu trong các cấp hội và đông đảo hội viên đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp. Với tinh thần thi đua sôi nổi, năm 2022, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cẩm Phả đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, là đơn vị dẫn đầu phong trào cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh, được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Nhiều tập thể cá nhân của Hội Cựu Chiến binh Cẩm Phả cũng vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng. Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, năm 2023, thì chúng tôi xác định rằng việc xây dựng chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ hội viên cựu chiến binh là nhiệm vụ hàng đầu. Thứ hai nữa là tiếp tục công tác vận động tập hợp hội viên, lắng nghe ý kiến hội viên và tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Câu chuyện về những hội viên gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng, những mô hình cựu chiến binh đảm nhận triển khai hiệu quả ở thành phố Cẩm Phả cũng đã phần nào cho thấy nhiệt huyết, cách làm sáng tạo, chủ động của lực lượng cựu chiến binh vùng mỏ Quảng Ninh trong cuộc sống hôm nay. Từ quân ngũ trở về đời thường, các cựu chiến binh luôn lặng lẽ mà say sưa cống hiến cho xã hội, giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó tình đồng đội, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mọi mặt của địa phương. Dù trong hoàn cảnh nào, đảm nhận nhiệm vụ nào, tinh thần gương mẫu tiên phong sáng tạo đó vẫn được các cựu chiến binh nêu cao. Đó chính là tấm gương sáng lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra cộng đồng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lý tưởng sống đẹp để thế hệ trẻ học tập, noi theo.